sau khi mất đi người mình yêu quý Toru Konoe quyết định vào học tại Học viện Koryo để học cách sử dụng laser, hòa diễm, một loại vũ khí mới và chính là linh hồn của người sử dụng. Mới bước chân vào trường, cậu đã bị cướp rồi mà là cướp mất trái tim. Một cô gái nhỏ nhắn, nhìn có vẻ là con lai, với mái tóc bạch kim đang say sưa ngắm nhìn những cánh hoa anh đào. Có lẽ Toru cũng không ngờ, người hoàn mỹ như thế này về sau lại có mối quan hệ rất đặc biệt với bản thân. Toru tuy còn nhỏ tuổi nhưng có máu sắc gái, đang đi lơ ngơ, cũng quen được một cô bạn gái bá trái bọ chết, lại còn rất thân thiết chủ động chuyện với cậu ấy trong mọi tình huống. Cứ như vậy, họ trở thành người bạn đầu tiên của nhau tại ngôi trường này. Học viện Corio là nơi không cần đóng học phí, cung cấp ký túc xá miễn phí. Mỗi tháng còn được trợ cấp cả trăm nghìn yên để học sinh ăn bánh uống trà sữa chơi thôi. Cho tôi hỏi địa chỉ trường này ở đâu ạ? À? Top những ngôi trường tôi muốn theo học, top 1, Koryo, nhưng cũng chỉ biết ước mà thôi. Mấy thanh niên mặt mày sáng láng như vậy mà bị trường úp sọt, họ cứ tưởng nhận được giấy báo nhập học, vậy là an toàn. Nhưng mà không, an toàn chỉ dành cho những kẻ bình thường, những học sinh ở đây không được phép bình thường. Buổi lễ khai giảng chính là bài test đầu vào dành cho họ. Tất cả bắt cặp với bạn ngồi bên cạnh mình. Quá đã, Toru cứ nghĩ mình bắt cặp với cô bạn của mình rồi. Người quen dễ làm việc hơn, nhưng Toru đã lầm. Đây là cuộc chiến một trận một, chỉ một nửa học sinh được ở lại. Tất cả phải dùng blazer, sắp lá ca với bạn bên cạnh trong một phút. Ai chiến thắng sẽ là người ở lại. Nhưng đáng lòng thay, số phận cậu còn đen hơn cả đêm 30, nên không được nhận gương, đau, giáo, mát, như bao người, mà lại là một cái khiên. Chưa đấu mà đã thấy nhu trí rồi. Toru là một thằng đàn ông, cậu vẫn yếu lòng không nỡ ra tay với cô bạn đáng yêu của mình. Nhưng có lẽ cô bạn không nghĩ như vậy. Cô đem ra cây dao dài 8 thước, nhanh như chớp, vùng dao về phía Toru. May là cậu ấy mạng lớn nên né kịp. Tuy Toru không có blazer gây sát thương như mọi người, nhưng cậu ấy luyện được tuyệt chiêu tay không đánh giặc. Thành công đã đi cô bạn ra chuồng gà và giành được tấm vé nhập học. Tại đây, cậu gặp được Tora, người bạn nối cố của mình. Còn gì tuyệt vời hơn khi ở nơi đất khách quê người mà gặp được người quen cơ chứ? Chưa kịp vui lâu, Toru đã bị ghép cặp duo, bạn cùng phòng. Với Julie, cô bạn tóc bạch kim hồi sáng, nhưng chỉ là tạm thời trong một tuần thôi. Họ là cô nam quả nữ, sao có thể sống cùng nhau được? Nhưng cô giáo lại chẳng thông cảm, Toru vì ngại nên chú ở phòng Tora tờ khuya, đến lúc bị đuổi cổ mới đành quay về. Đối mặt với Julie ngây thơ, Toru run cầm cập nhưng tiếp xúc nhiều tự nhiên thấy cũng cụ te, cũng dễ thương mà không biết bản thân đang rơi vào con quỷ tình yêu mất rồi. Trong cơn mê ngủ, Toru bỗng giật mình tỉnh giấc. Cái gì? Julie sao? Cô nam quả nữa mà lại ngủ trên cùng một giường. Chuyện này còn giật gân hơn cả chuyện có ma nữa ý. Hai người đến căng tin ăn sáng cùng nhau nhưng cứ có ánh mắt sát khí ở đâu đó cứ lườm chằm chằm lấy Toru làm cậu ấy rất lạnh sống lưng nhưng cũng chẳng dám la làng lên chẳng lẽ là có duyên âm theo hay sao? Julie còn trẻ người non dạ, lại là con lai nên tiếng Nhật không ổn lắm, không biết cô ấy kể thế nào mà từ chuyện Toru bế cô ấy lên giường ngủ mà mọi người hiểu nhầm thành hai người cùng nhau tạo em bé luôn rồi. Đề nghị Julie uốn lưỡi 7 lần trước khi nói để không hại đôi trai nhà người ta. Trong lớp, Tachibana cứ lườm Toru không giờ một giây, đụng tới Julie đừng có đụng tới tao. Toru cũng cảm thấy hơi khó chịu và ngượng ngùng nên đã giải thích rõ cho Julie. Nhờ vậy Toru mới được giải oan và nhận được lời xin lỗi hết sức chân thành, nhấn mạnh là chân thành nha, từ Tachibana. Đã đến lớp thì phải học, nhưng lớp học ở học viện Kyoto này không như những ngôi trường khác. Tại đây, mỗi ngày học sinh phải leo núi cao 5.000m, ngồi thiên dưới thác nước, tối đến thì vào rừng săn hổ, nên thể lực và võ nghệ của ai cũng rất cừ khôi. Thấm thoát cứ học rồi chơi, chơi rồi học, thế mà một tuần trôi qua, đến lúc mọi người phải quyết định duo chính thức của họ. Đương nhiên đây là một quyết định rất quan trọng, nên Toru suy nghĩ từ rất lâu rồi là sẽ chọn Tora là người anh em trí cốt của mình. Nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc cùng Julie, thì cũng có chút gì đó bên trong, Toru cảm thấy rung rinh về cô gái nhỏ này. Nhưng con gái với con gái ở với nhau vẫn tiện hơn đúng không? Julie cũng đã quyết định sẽ ngỏ lời mời Tachibana, vì về tài sắc lẫn võ nghệ, họ đều rất tương đồng với nhau như hai đường thẳng song song, nên Tachibana đã chọn ở cùng cô bạn Hotaka, Julie cảm thấy, "Ôi sao chết một chút trong tim." một nút thắt trong lòng, chỉ biết lùi về phía sau, nhìn các bạn có cặp có đôi, chỉ biết ước. Cũng may là Toru biết chuyện, là một thằng con trai, nhau như anh bạc trắng đôi tay. Dù mỗi tháng không thể trợ cấp cho em 5 triệu, nhưng có thể ở bên bảo vệ em mỗi ngày. Tora cũng rất hiểu và tôn trọng quyết định của Toru. Jule và Toru sau màn tuyên thệ trước Blazer đã chính thức trở thành duo của nhau. Học phải đi đôi với hành. Shini là vòng thi giữa các duo với nhau để kiểm tra xem họ vận dụng được kiến thức học được trên ghế nhà trường tới đâu. Còn biết mà đuổi bơi giáo viên, ngày ngày cũng giảng rát cổ bỏng họng. Hotaka tính tình vốn rất nhút nhát và yếu đuối, nên cuộc thi lần này khiến cô rất lo lắng, đến nỗi mất ăn mất ngủ nhiều ngày liền. Ngày nào cô ấy cũng học sớm và về muộn hơn mọi người. Thói quen này duy trì được hơn một tuần rồi. Mỗi ngày Hotaka đều luyện tập thể thao cho sức khỏe dồi dào. Nghĩ tới cảnh búng tay một phát là mấy đứa chết với tay chị, trời ơi nó hạnh phúc gì đâu mà chắc muốn có chuyện như vậy thì nằm mơ đi là có. Đến mơ mà Hotaka vẫn còn chưa dám nghĩ đến điều đó. Đang suy nghĩ bâng quơ, Hotaka bỗng thấy hoa mắt ù tai, không còn đủ tỉnh táo, và như thế, Hotaka ngất xỉu vì lao động quá sức và cũng cho cô ấy rất nhiều lời khuyên bổ ích như tập luyện vừa thôi, đừng có cố sức quá, cố quá là quá cố đó, nhưng ngoài sau lưng thì Toru còn tập ngày tập đêm hơn Hotaka nữa. Đây cũng chính là chiến thuật đòn đánh tâm lý, tuy là Toru có sức mạnh hơn người nhưng kỹ năng và chuyển động rất kém, người lại khù khù khơ khơ, không được linh hoạt nên rất dễ bị đối thủ nhìn thấu được nên trước khi cuộc thi shinitesu diễn ra đây chính là rào cản mà toru phải vượt qua nhưng mọi khuyết điểm của toru lại là thế mạnh của julie cô ấy rất nhanh nhẹn sắc xảo họ như cặp bài chung sinh ra dành cho nhau mọi người tầm thường đều không phải đối thủ của họ chẳng mấy chốc cặp đôi tiền đồng ngọc nữ đã dọn sạch phân nửa số học sinh lên lớp chỉ lo ăn bánh uống trà sữa hai người họ cứ tưởng chừng như game này dễ ăn lắm cho đến khi họ gặp tachibana và hotaka cái lưỡi liềm của Tachibana, xem xíu nữa thôi là đủ lôi con người của Toru về sao giữa ăn rồi. May là ông bà độ, cậu ấy tránh kịp. Cái miệng tao hỗn lắm, may mà chửi bạn tao là tao im. Nhưng Julie thì không, đụng tới Toru giấu yêu, bà đây không tha đâu nhé. Julie phi như yêu tinh nhìn nhện đạp trên lên tường, dáng một đòn từ trên đầu xuống, tashibana còn không kịp trở tay. Phía bên Toru cũng thắng lợi vẻ vang. Hotaka đã tiến bộ hơn rất nhiều. Dù không thắng, nhưng nếu sơ ý thì Toru cũng xém thua mất rồi. Hai người họ thành công tiễn tashibana và Hotaka về quê nuôi cá. Tưởng tới đây là hết rồi chứ gì? No, no. Cô giáo Thọ ngọc đáng yêu thương ngay, Tetsukumi. Vậy mà lại trở mặt như bánh tráng. Cô ấy hạ đôi bạn Tora phụt máu từ tum. Bản chất của Blazer sẽ không làm ảnh hưởng tới thân thể của mọi người, nhưng nó có thể thay đổi theo tính cách người sử dụng nên đối với cô tesukumi hai người họ chỉ là hàng tép diêu chỉ đáng để vui đùa một chút ngoài ra nhiệm vụ của cô ấy cũng để trừ khử những trường hợp đặc biệt như toru chuyển động của tesukumi quá nhanh vốn dĩ hai người họ không phải đối thủ của cô ấy nhưng vỏ quyết dày có móng tay nhọn đi đêm lắm có ngày gặp ma nhìn cô như vậy mà cô còn non lắm để hai đứa con nít úp sọt đập vỡ blazer khiến cô đau đớn đến ngất xỉu thế là chiến thắng rơi vào tay của toru và julie chuyến này chắc hai người họ đầm đơn kiện lên bộ giáo dục vì cô giáo dạy quá có tâm xem xíu nữa là lấy mạng học sinh rồi đã nhiều ngày trôi qua kể từ cái đêm kinh hoàng đó Tora và duo của cậu cũng dần bình phục và quay lại lớp học. Bây giờ họ mới có thể ngồi lại với nhau, kể về chuyện ngày hôm đó. Chẳng ai biết tại sao cô giáo ngọt ngào đáng yêu thế này lại có thể trở nên hắc ám như thế. Cứ mãi say sưa kể chuyện, chuông Bá vào lớp gieo lúc nào cũng không hay. Hình bóng quen thuộc đó, cô đã trở lại rồi. Cô Tsukumi lại còn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Vừa tan học, sáu người bạn đứng đợi sẵn, chặn đường hội đồng cô giáo. Mà xui rủi sao, hiệu trưởng phát hiện. Thế là cả bọn bị bế lên văn phòng uống trà đàm đạo. Không nghe thì thôi, chứ nghe lời giải thích của của cô hiệu trưởng xong còn tức sôi máu hơn ấy. Cô ấy cho rằng Tetsukumi làm như vậy chính là muốn tốt cho các em. Cô đây chỉ quan tâm kỹ năng của các em được tốt lên và đạt chuẩn của nhà trường, còn mọi chuyện khác thì cô không quan tâm. ngay danh học sinh cá biệt của Toru cũng đã lâu. Nay Lily Exception có 102 của trường, đã phi trực thăng từ Anh đến Nhật Bản xa xôi này, chỉ muốn mời Toru trở thành duo của mình vì trường hợp như Toru rất hiếm gặp nên hãy về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa. Đương nhiên là khỏi suy nghĩ cũng biết Toru chọn ai rồi, tuy rất bẽ mặt nhưng Lily chỉ biết gượng cười. Đôi khi khó khăn như thế lại khiến Lily quyết tâm đạt được. Trở về Toru còn bị bà cô quái ác và chạy 10 vòng sân vì tội cúp học đi chơi với gái nữa. Vì nhỏ kia là VIP nên bà cô chẳng làm được gì nên cô ấy mới quay đầu giận cá chén thớt. Nhưng thôi cũng tạm quên chuyện đằng cay này đi. Đời trai 12 bến nước, biết bến nào đục, bến nào trong. Điều cần quan tâm lúc này chính là cuộc hẹn đi mua sắm cùng với Julie vào cuối tuần này chưa về Nhật bao lâu Julie có vẻ thích thú với tất cả mọi thứ xung quanh trừ Toru vừa vào trung tâm Julie vì quá nhỏ bé nên bị nhóm học sinh mẫu giáo tưởng nhầm là đồng loại mà cuốn đi nên từ đó Toru phải nắm tay cô nàng để tránh bị lạc mà từ đó cũng kéo theo nhiều sự hiểu lầm về hai người Julie có khuôn mặt như búp bê và dáng người chuẩn như người mẫu nên do quần áo nào cũng tranh nhau giữa cô ấy ghé vào chỉ cần món nào Julie thử thì sẽ lập tức cháy hàng Julie lại còn là người dễ tính dễ chịu, chỉ cần Toru khen đẹp là quẹt thẻ, không cần nghĩ nhiều nên việc mua sắm cô cô ấy cũng rất suôn sẻ. Hotaka giới thiệu cho đôi bạn một quán kem rất nổi tiếng nên họ ghé qua ăn thử. Chẳng biết Julie ăn cái gì mà sai quá cần câu, nhìn ra bảy ông mặt trời luôn mới ghê. Tachibana và Hotaka đang dịch ở xa cũng hồi hộp không kém. Đây chính là OTP của hai bạn đó nha. Hai cô bạn đang đứng nói chuyện thì thấy mấy Racing Boy, Playboy chung tiến tới rồi cho Chiêu Hoa gẹo nguyệt, chỉ tiếc là ở nơi đông người, họ không được sử dụng laser. Không là mấy thằng nhóc này chết dưới tay của Tachibana. Toru không biết ở đâu liền đi tới chắn trước mặt bảo vệ bọn họ, nhưng Toru chưa kịp làm gì, Lily đã hạ đọ ván với mấy phát súng đây là lần đầu tiên toru nhìn thấy một người có blazer hình khẩu súng như thế không hổ danh là exception của trường kể từ ngày được tổ chức nghi thức thăng hạng sáu người bọn họ như trở thành một đẳng cấp khác các bạn trong lớp chẳng còn xứng là đối thủ của họ nữa rồi nhưng đương nhiên thăng hạng chỉ giúp gia tăng về thể lực chứ bộ óc suy nghĩ của ai mà bé thì vẫn bé như thương Chứ đào đâu ra đòi đủ thứ như vậy, muốn vừa thông minh, xinh đẹp, cường tráng thì thôi đầu thai qua kiếp khác đi là nhanh nhất. Trong lớp bơi hôm nay, khác biệt giữa những người bậc hai như bọn họ với các bạn còn lại trong lớp mới thấy được sự khác biệt rõ ràng nhất. Các bạn trong lớp dán đôi mắt ngưỡng mộ, chỉ biết ước vào bọn họ, nhưng trách ai bây giờ, trách mình xui, không được hào quang nhân vật chính mà thôi. Tới hô ta ca mỏng manh yếu đuối như cành hoa sen, thế mà rất dễ dàng bơi về đích đầu tiên, Toru rất lây, khen cho sự tiến bộ của cô ấy, mấy cử chỉ thân thiết, quan tâm như thế, đã làm Hotaka rung rinh biết bao nhiêu lần. Biết Toru chỉ coi mình là bạn thôi, nhưng còn trẻ mà, vì yêu cứ đâm đầu thôi. Đây cũng là lần đầu tiên mà các bạn chứng kiến Julie bơi lội. Nhìn tư thế chuẩn bị và cách xuất phát trong thân hình chuẩn chỉnh của cô ấy thôi là đã thấy mê rồi. Sau tiết học bơi, chính là tiết học của cô giáo Thỏ Ngọc. Ba cô này lúc nào cũng ghim Toru kể từ lần trốn học trước nên cậu phải vô cùng cẩn trọng mới dặn lòng cái hộp đây là Toru đi ngang qua vườn hoa nhìn thấy Lily đang hưởng trà đã bị dụ cuốn theo ép lên trực thăng luôn đến bên LA chơi công viên giải trí với cô ấy. Ủa mà Toru đang muốn nói gì với Lily mà nhỉ? Thôi kệ chơi trước rồi tính sau. Đây là lần đầu tiên Toru nhìn thấy Lily hào hứng đến như vậy. Hết kéo cậu đi chơi tàu siêu tốc lại tới nhà ma địa bay người ngoài hành tinh làm cho cơm hồi chưa ăn cũng không giữ nổi nữa. Thấy Lily thích thú như vậy Toru cũng không nỡ làm cô mất hứng, chỉ biết ngậm ngùi chiều theo ý cô gái nhỏ này mà thôi. Từ lúc còn bé, Lily đã quen với việc tháo lắp súng đạn. Một ngày cô ấy có thể luyện điều đó cả trăm lần, nên việc cô ấy có blazer hình khẩu súng đúng là khó tin, nhưng phải chấp nhận thôi. Sẵn đây, Toru cũng muốn biết tại sao lúc đó cô ấy lại dùng blazer ở nơi đông người như thế. Đây chẳng phải điều cấm kỵ hay sao, nhưng cũng chẳng trách được. Lily làm như vậy là để ra vẻ cho Toru thấy và muốn trở thành duo của cô ấy liền thôi, hảo kế hoạch, nhưng đề nghị chị nên chuẩn bị thêm kế hoạch B, chứ điều này không ăn thua gì với cứng rắn của Toru. Hai lần bị từ chối đã khiến Lily thẹn quá hóa giận, cho Toru một phát bạc tai rồi bỏ cô ấy tự mua vé máy bay mà về. Tại học viện Kyoto có một truyền thống lạ đời, hàng năm đều tổ chức, đó là cuộc chiến sống con, nhằm tỉ thí võ thuật và giao lưu văn hóa giữa các lớp. Nhưng là lớp năm nhất với năm hai nha, nghe qua cũng biết được chắc phần thắng thuộc về ai, không cần đâu cũng biết, nhưng năm nay lại khác. Exception Lily đã đứng lên, đại diện cho tiếng nói của những em năm nhất còn non nớt. Cuộc chiến này chưa bao giờ bùng cháy và đáng mong đợi đến thế. Lúc này đối thủ thật sự mà Lily mong đợi mới chịu xuất hiện. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Chuyến này, Lily quyết tâm sẽ hành Toru lên bờ xuống ruộng mới thôi. Vừa mới tương phùng, Toru lại dồn dồn tới quyết tâm xin lỗi Lily vì lần trước đã từ chối cô ấy bất lịch sự như thế. Lúc đó chưa suy nghĩ chín chắn nên mong cô ấy bỏ qua cho lần này, chỉ một lần thôi. Nhưng sau lưng lại lập kế hoạch đánh lén hội đồng Lily, nhưng mà sao muối được dìu qua mắt thợ, khá khen cho Huynh. Giỏi cho Huynh đã nghĩ được kế hoạch tuyệt vời như vậy. Nếu như Lily không chật thì có lẽ tính mạng của Exception Lily đã bị đe dọa rồi. Lần này đến lượt Lily tiếp chiêu, cô ấy quả thật rất mạnh, dù là sáu người bọn họ cũng không địch lại nổi nên chị đánh lui về phòng bị bàn bạc lại kế hoạch tác chiến, Toru nhận thấy cứ sau mỗi lần bắn, Lily lại làm gì đó như thể đang nạp đạn. Nếu như suy nghĩ này là đúng, thì chắc chắn họ có thể đối bại thành thắng, xoay chuyển tình thế, nghĩ là làm. Họ lên kế hoạch phục kích Lily nhưng không ngờ lại bị cô ấy nhìn thấu. Chính vì thế, Julie cũng đã bị bắn một đòn chí mạng. Nhưng có lẽ Lily lần này quá non và xanh rồi. Cô ấy nghĩ Toru không nghĩ đến trường hợp suy đoán của mình không chính xác sao. Trong tích tắc tỉnh dậy, chém cho Lily một nhát không kịp trở tay, Lily cũng bái phục trước họ dù đã thua trong trận chiến này nhưng vẫn còn trận chiến giữa cô và Toru để hiểu nhau rõ hơn vẫn còn dang dở đang nói ngang thì chẳng biết ba thanh niên ở đây mặc giáp anh hùng tiến vào tặng Toru một viên đạn vàng và tay phải họ đến đây chính là để bắt Lily gia nhập tổ chức lần đầu tiên bị bắn nên Toru vẫn còn nhiều bỡ ngỡ chưa hoàng hôn được nữa Lily đã bị cưỡng chế bắt ra pháp trường bởi vì xinh đẹp là một tội ác, máu của anh hùng cứu mỹ nhân nổi lên nên Toru đã nén đau đớn, bỏ sang một bên để đuổi theo giành lại Lily về với buôn làng, nhờ vậy mà chiếm được trái tim và sự tha thứ của nữ thân. Dù vẫn không thể làm duo của nhau, nhưng Lily quyết định Toru sau này chính là chồng yêu tương lai của mình. Hotaka từ khi sinh ra đã nhút nhát, hướng nội, lúc nào cũng tự ti về bản thân mình, luôn cảm thấy bản thân không xứng đáng với những điều tốt đẹp. Chỉ có duo của cô, Tachibana, là thấu hiểu và luôn ở bên cạnh động viên cô ấy. Trại huấn luyện mùa hè lần này, họ sẽ cùng nhau ngồi du thuyền Titanic đi tới một hòn đảo giữa đại dương mênh mông mà cô hiệu trưởng mới nhận số đỏ. Julie vừa mới lên tàu đã say sóng, không chịu được. Chị đánh nằm gác đầu lên chân Toru nghỉ ngơi một chút. Jule Chú cảm thấy nơi này chỉ có đôi ta. Em và anh cùng nhau đi trên một con du thuyền sang trọng, đang tiếp xúc rất gần với nhau. Nhưng người ngoài nhìn vào, giống như cảnh cha chăm sóc con gái. Đúng là một câu chuyện thật cảm lạnh. Vẫn cách hòn đảo rất xa nữa, họ mới tới nơi và bỗng dưng nghe thấy thông báo từ cô nhỏ CC. Bắt tất cả ra trước mũi tàu để nhận thông báo. Vẫn chưa kịp loát, thì cả đám học sinh đã bị thả xuống biển, cho tự sinh tự diệt mà bơi tới hòn đảo. Đi một mình đã đủ mê rồi. Toru còn phải kéo theo Julie không biết bơi, đúng là người hoàn hảo cách mấy cũng có chuyện không làm được. Toru bỗng thấy ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Thì ra là trực thăng riêng của Lily, may mà Lily là siêu sao bơi lội, nhưng cô ấy và Julie cứ đấu khẩu nhau mãi, làm Toru nhức đầu mệt mỏi. Đến được nơi quần áo của mọi người cũng ướt nhẹp hết. Julie đang tính cởi đồ của mình ra phơi, thì cơn gió chết tiệt cuốn chiếc quần ấy theo gió, bay ra biển mất luôn rồi. Toru cũng chỉ biết đứng đó. Đến được hòn đảo chỉ là bước khởi đầu thôi, họ còn phải đi bộ cả trăm dặm đường, vừa sông vừa suối mới đến được nơi tập huấn. Ba người họ chỉ còn đoạn cuối nữa thôi thì lại bị ninja phục kích. Tại sao trên hòn đảo hoang thế này mà lại có ninja được nhỉ? Nhưng cũng chẳng kịp suy nghĩ, họ phải chia nhau ra chiến đấu. Có lợi thế là thân thuộc địa hình nên họ cũng rất khó đối phó. Xung quanh quá nhiều cây che mắt tầm nhìn nên Lily không thể nhắm bắn được. Lúc này tình thế ép buộc, kỳ phùng địch thủ Julie và Lily hợp sức với nhau, chị chặt cây, em bắn súng. Kẻ thù nhìn mà khiếp sợ, vội giơ tay xin đầu hàng. Thật không ngờ, trên hòn đảo này vậy mà có cơ sở phụ của Học viện Kyoto dành cho những học sinh đã bị loại trong kỳ thi sàng lọc đầu năm học. Tối đó, họ đã có một buổi tiệc thịt nướng hoành tráng. Toru cũng hội ngộ với Imari, cô bạn mà cậu ấy đã gặp buổi đầu nhập học. Lần đầu đã phải đánh nhau, nhưng tình bạn giữa họ vẫn rất khăng khít, nhưng ngôi trường này lại chẳng đơn giản như vẻ bề ngoài. Hiệu trưởng chỉ coi mọi người ở đây như chuột bạch cho tới lúc cô ta tìm ra điều mình mong muốn. Nhưng mà thôi, tuổi trẻ phải sống hết mình với những thứ gọi là đam mê. Cứ chơi trước rồi tính sau. Kỳ huấn luyện bắt đầu, cũng là lúc tình cảm của Hotaka dành cho Toru ngày một được hiện rõ ràng, dù là đang leo núi, vừa suối sâu biển lửa thì hình bóng của Toru cũng văng vẳng trong đầu cô ấy, chẳng biết nó nảy sinh lên lúc nào, nhưng chắc chắn chuyện Hotaka thích Toru là đếch sai được, cũng chẳng trách được Hotaka si tình, chỉ trách Toru quá ga lăng, tử tế với mọi cô gái, nhất là người đơn thuần như Hotaka lại dễ hiểu lầm hơn rất nhiều, thôi thì anh không sai, em không sai, chúng ta sai. Ngày mai là ngày cuối cùng của kỳ tập huấn, nhà trường cũng hiểu lòng học sinh nên đã dành ngày cuối họ có thể thả ga thể hiện cá tính riêng, hoa đẹp thì nhiều ong bướm đeo quanh. Tuy Toru chỉ nhìn tạm được, nhưng được cái tính thật tha, thế là cả nhóm hot girl rủ ra biển ngắm ao tắm, ủa nhầm đi tắm. Nhưng đây đúng là cảnh tượng ngàn năm có một, đúng là gái đẹp lúc nào cũng chưa thành đàn. Toru nhìn xém dịu vì mất máu quá nhiều, ánh mắt của Hotaka lúc nào cũng chỉ hướng về Toru. Imari vừa thấy Hotaka vô tình vấp té chân chân, nhanh chỉ bảo Toru cộng Hotaka về, còn mình lừa tất cả chị em về nhà nấu cơm nấu nước. Đúng là chị em ruột nhà người ta mà, chứ không như ai kia. À mà thôi, cứ tưởng Hotaka là kiểu con gái e thẹn, thế mà lại bạo quá chứ. Thích phải nói cũng như đói phải ăn. Được tạo cơ hội ngàn năm có một thế này thì đương nhiên Hotaka phải biết tận dụng thật tốt rồi. Dưới ánh hoàng hôn trên bãi biển, cô ấy đã lấy hết dũng khí thổ lộ lòng mình, sự quý mến mà mình dành cho Toru bao lâu nay là chân thật. Và đương nhiên, đây cũng không phải sự bồng bột nhất thời. Cô ấy yêu những lúc Toru dịu dàng ân cần, đến những lúc cương quyết, dứt khoát chỉ tiếc là vì chuyện quá khứ, Toru lại e sợ trách bản thân hèn nhát, bây giờ không thể sẵn sàng cho một mối quan hệ tình cảm, chỉ sợ sẽ làm Hotaka tổn thương, nhưng sợ làm chi nữa, cô ấy tổn thương mất rồi, dù đã kìm nén không để nước mắt rơi, nhưng nói vậy thôi, chứ mạnh mẽ đến mấy cũng có lúc yếu lòng mà, Hotaka quay lưng đi. Bỏ lại Toru thẫn thờ ngồi trên bãi biển ấy, mặc dù nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng cuộc sống của học sinh ở học viện Kyoto chưa bao giờ là ổn. Ba tên nửa người nửa robot kia đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Hắn kéo theo anh em rất đông đúc, số lượng có thể lên tới hàng trăm vạn quân, chiếm đóng cả cơ sở chính và phụ của học viện, mọi thứ gần như là thất thủ. Ở cơ sở phụ, học sinh nỗ lực dùng hết kỹ năng và sức lực kết hợp với sự hỗ trợ của Blazer, nhưng e là với sức lực chỉ đạt mức cấp 2 của họ sẽ không thể ngăn chặn quân địch với số lượng lớn như thế này đã đến lúc cô giáo thỏ đáng yêu Tetsukumi ra trận bảo vệ học sinh của mình rồi đây. Nhờ vào ống tiêm thuốc gì đó mà hiệu trưởng đưa cho, mà sức mạnh của cô ấy như được bộc phát, giải phóng hoàn toàn, trở thành một cô thỏ hắc ám, dám đụng tới học sinh của cô thì đừng có đụng tới cô. Một dao đâm xuyên trục tên, đao pháp của Tetsukumi Sensei phải gọi là bất bại. Cả nhóm học sinh nhìn cô mà lắc mắt, đúng là xứng đáng làm thầy cô mà. Đã là thầy cô thì phải ở đẳng cấp khác, thế này học sinh mới nể mình chứ. Mới dẹp đoạn ở đây vẫn chưa kịp thở, thì bỗng một tiếng nổ lớn xé toa không gian yên ắng. Có vẻ là phát ra từ phòng hiệu trưởng, Toru và Julie, ba trên bốn cảnh chạy ngay đến đó xem tình hình. Nhưng lúc đến nơi, chỉ có mình Lily nằm yếu ớt trong đống đổ nát xin hãy cứu lấy hiệu trưởng, đó chính là điều duy nhất mà Lily muốn nhờ hai người họ lúc này. Cô ấy đã quá vô dụng, không bảo vệ được, để cho cô ấy bị tên ca bắt đi mất. Cũng không phụ lòng mong đợi của Lily, trong trước mắt, Toru và Jule bắt kịp theo con tàu của tên ca đang chạy trốn. Hắn là bốt của mấy tên lính kia, nên đương nhiên là cũng ở đẳng cấp khác, chứ không dễ ăn như mấy tên lính đánh thuê kia, nên hai người họ không được lâu là. Hắn có kinh nghiệm chinh chiến lâu hơn, nhưng Toru mới chính là nhân vật chính. Toru tay không đã đấm tên ca văng xa 3 mét, nhưng hắn đâu có dễ đánh bại như vậy. Tên ca được trang bị nghiên cứu mới của tổ chức với tên gọi là Antiu thì cú đấm vừa rồi của Toru chỉ như gãi ngứa cho hắn mà thôi. Hai người đã học tấn công đủ rồi, lần này đến lượt ca. Sức mạnh của Toru và sự nhanh nhẹn của Julie là vẫn chưa đủ. Toru bị đâm đến chảy máu thành suối, nhưng vẫn quyết bảo vệ Julie bằng mọi giá. Không ngờ câu nói muốn bảo vệ một người lại chọc giận tên ca. Hắn điên cuồng đấm đá Toru, cậu ấy không kìm được, là hết trong đau đớn. Không ngờ lúc này, sức mạnh thật sự trong Julie được đánh thức, cô ấy như mất đi ý thức. Chiêu thức và chuyển động nhanh như chớp thế này cũng là lần đầu tiên tên ca chứng kiến. Hắn chẳng đỡ được đòn nào, chỉ trong chớp mắt đã bị chém trúng, không biết bao nhiêu đau của Julie, nhưng vẫn còn nằm trong sức chịu đựng của hắn ta. Còn Julie thì đã không chịu được mà ngất xỉu từ lúc nào, trong vòng tay của Toru. Chẳng biết vì sao, sếp của hắn đột nhiên bỏ qua cho bọn họ và bỏ đi. Thôi thì cuộc chiến hôm nay hẹn ngày tiếp tục nhé. Giờ mọi người phải trị thương cho mọi người và xây dựng ngôi trường từ đầu nữa hotaka đã bỏ đi sau khi bị từ chối lời tỏ tình cũng đã mất tích mọi người lật tung cả hòn đảo vẫn chẳng thể tìm được tung tích của hotaka với cương vị là duo của hotaka tashibana không thể ăn ngon ngủ yên vì sự mất tích của cô ấy đã nhiều ngày trôi qua nhưng vẫn chưa ai nghe tung tích gì về hotaka cả chỉ tiếc là mọi người không thể ở lại để tìm cô ấy chỉ có thể quay về cuộc sống thường nhật cứ quay đều quay đều quay hoài những vòng xe và nhà imari ở trên đảo giúp tìm hotaka yêu dấu bởi vì mặc dù trong lòng mọi người cũng rất thấp thỏm không yên nhưng tesukumi sensei lại không cho họ ở lại với một khuôn mặt cảnh cáo nhìn muốn đái ra quân nên họ cũng đành im răm rắp mà nghe theo sự sắp xếp của cô giáo toru cứ tưởng vì chuyện này mà tashibana sẽ bị sao nhãng nên anh đã mạnh dạn thách đấu cùng Tachibana. Chưa đấu được một phút, đã bị Tachibana khóa tay, nằm yên không chống cự được mấy lần rồi. Đúng là khinh địch. Nói thì nói vậy, chứ đã là con người. Một khi người mà mình thân thiết yêu quý biến mất không rõ sống chết ra sao, trong lòng lúc nào cũng sẽ sống cuồn cuộn, cuộn trào dâng. Đang tắm, Tachibana vẫn như thói quen hàng ngày, sẽ nhờ Hotaka giúp lấy dùng khăn tắm, nhưng lại không được hồi đáp. Chính chuyện nhỏ này lại là giọt nước tràn ly, vẫn còn có chuyện gì đó ở ngôi trường này mà có lẽ Toru vẫn chưa tinh thông được hết. Bỗng nhiên, bà hiệu trưởng thường kỳ kỳ bo này lại cho cậu thuốc nâng cấp thăng hoa lên tận cấp 4. nói đi phải nói lại đây thực sự không phải điều đơn giản đâu người ta học ở đây cũng phải mấy năm trời mới đạt được cấp độ này còn toru mới năm nhất thôi nghe thôi là đã thấy vip rồi chắc là con nhà phố bố làm to đây mà anh muốn thêm một ống nữa để chia ngò sẻ bùi với julie nhưng lại chẳng được gì xem xíu con bị hủy hợp đồng rồi toru chỉ đánh giữ nó bên mình khi nào cần thiết sẽ dùng tới thôi không cần đợi khi nữa hiệu trưởng trường vì châm biếm ông già dâu tóc bạc lạc hậu bên phe nên quyết định có chết cũng không đồng ý với lão già dê như ông ta lại còn môi thâm nữa nếu môi thâm thì chắc chắn cái nách sẽ thâm và cá nhân cách cũng thâm theo luôn. Mắt nhìn người của cô hiệu trưởng lúc nào cũng tốt, tôi tin tưởng vào sự lựa chọn của cô ấy, nhưng chính quyết định đó lại tính kéo cả trường vào một trò chơi giết người không lối thoát, mà chỉ cần bạn còn sống, thắng hay thua không quan trọng, mà quan trọng là không thắng thì có thể đi châu Diêm Vương thế thôi. Mọi người vẫn chưa thể tin vào mắt mình, ai đây, chẳng phải Hotaka đã mất tích mấy ngày nay sao? Cuối cùng hôm nay cô ấy cũng trở lại và lợi hại hơn xưa, hứa hẹn sẽ không ngán đứa nào dám cản đường chị nhưng lại lái trở lại trong giao diện mới bên phe địch mới đau. Đến Tachibana chẳng thể nhận ra Hotaka trong diện mạo khác lạ thế này, tên ca thao túng tâm lý và cải tiến cô ấy trở thành một người máu lạnh giống như hắn. Trong bộ giáp Unit vừa mới nghiên cứu, hắn gọi đây là sự kết hợp, giao thoa giữa Blazer và Unit. Hắn gọi cô với cái tên Fusion, có một không hai trên đời này, dự tính là chỉ cần Fusion bùng ngón tay một cái là mấy tên này sẽ phải dập đầu xin hàng ngay, nên hắn cũng để cho tỉ muội chúng trò chuyện giao lưu một chút chứ thắng nhanh quá thì ít đất diễn phim ngắn lắm không hay nhìn thì rất hô nhưng lại lạ lắm cô ấy trở nên lạnh lùng vô cảm miệng lúc nào cũng chỉ lầm bầm rằng bản thân đã mạnh mẽ hơn rất nhiều chắc chắn toru sẽ thích cô ấy thôi sẽ không từ chối cô ấy tiếp nữa khi nhìn vào cánh tay chuột chuỗi này của cô những ánh mắt thất thân, những nụ cười ngờ nghịch là những từ ngữ hợp nhất để miêu tả về Hotaka lúc này. Đến lúc Toru cũng không ngờ rằng chuyện đó lại làm trái tim Hotaka tổn thương đến vậy. Tâm trí của cô ấy đã bị điều khiển, trở nên hắc hóa, nên mỗi đòn blazer mà cô ấy tung ra đều đủ lấy mạng mọi người. Tachibana, người đã nhớ thương Hotaka nhất, đương nhiên là không thể tin vào sự thật trước mắt này. Nhưng không tin cũng phải tin, Hotaka yếu đuối, luôn cảm động vì được Tachibana che chở. Vậy mà hôm nay lại đấm cô một phát, buồn rách cái lá lách quân địch thì nhiều, họ không thể tụm lại một chỗ thế này. Chuyện Hotaka cứ để cho Tachibana giải quyết, còn mọi người hãy đuổi theo tên ca, bảo vệ cô hiệu trưởng. Nói là làm, họ nhanh chóng đuổi theo. Lily và Tora sẽ lo mấy tên ca mưa ở ngoài, còn Toru và Jule tiếp đãi tên ca. Đây cũng chính là kế hoạch hắn đặt ra nhằm dụ Toru vào trong, mà không ngờ vào thiệt. Dù kỹ năng của Toru và Jule đã tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng vẫn không là đối thủ của hắn. Lại còn thêm mấy tên đánh lén núp trên mái nhà, xả súng liên tục vào Toru và Julie, nhưng Toru dùng thân mình che chắn hết tất cả, nên Julie chỉ xây sát nhẹ mà thôi. Thôi được rồi, quyết định vậy đi, chỉ một thuốc thăng hạng thôi, Toru đã không còn là Toru của ngày hôm qua, chỉ một đấm, tên ca đã bị dẹp lép như con tép, chẳng thể gáy được gì nữa. Bên phía của Tachibana cũng rất khả quan, chẳng cần đấm đá bạo lực, vũ khí mà Tachibana sử dụng chỉ có lòng tin, Tình yêu và sự thấu hiểu đã phá bỏ được lớp vỏ bọc của Hotaka mà tên ca từng tự hào không thể phá vỡ được. Tên hiệu trưởng già dê cứ thế chẳng ngóc đầu lên nổi nhìn đời nữa. Gặp tôi là tôi lấy quần đội lên đầu rồi đó thấy mình lợi thế, nắm chắc phần thắng trong tay mới dám rủ, cuối cùng lại bại trận nhanh quá, người trong xã đoàn ngồi co kịch vui cũng khinh ông ra mặt, đúng là 30 chưa phải là Tết mà, mọi người cứ tưởng cuộc chiến đến đây là kết thúc, nhưng không, tên ca đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa rất nhiều, đây chính là giao diện mà hắn tâm đắc nhất, hứa hẹn sẽ trở thành một chiến binh nghìn máu và bất bại trong mọi cuộc chơi, mang tên Dick Johnson. Ta cũng tính, để giành bộ này khi nào đám cưới hay gì gì quan trọng mới mặc. Trong chớp mắt thôi, tên ca nhai đầu Lily và Toru rộp rộp. Đã quá lâu rồi mới được một bữa ăn chất lượng như vậy, tiếp theo sẽ tới lượt ai đây? Đúng là hắn đã lợi hại hơn rất nhiều. Đến Toru cấp 4 đấm đá vào hắn cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi, lại còn chuyển động nhanh gấp đôi lần trước. Như vậy là thế khó cho Toru và Julie rồi. Mục tiêu của hắn không chỉ là hai người họ, mà là ngôi trường này. Hắn căm ghét ngôi trường này đến tận xương tủy, nhưng nếu bạn hỏi tại sao hắn lại ghét hả? Đơn giản là vì hắn ta thích thế. Hắn vốn sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, nên hắn căm ghét chính sự hạnh phúc và lời hứa muốn bảo vệ người khác. Chính anh trai hắn cũng từng thế non hẹn biển, sẽ bảo vệ hắn cả đời này, nhưng cuối cùng lại ra đi trước, bỏ hắn ở lại một mình, lưu lạc trên thế gian khắc nghiệt này, cuối cùng bị bán cho ông già dê này, trở thành nô lệ của sức mạnh. Đúng là không ai được chọn nơi mình sinh ra, nhưng vẫn có thể chọn cho mình cách sống mà, nên tên ca không thể đổ lỗi cho số phận, rồi cứ làm nhiều điều ác như thế, nhưng giận cái chém thớt thì sai vẫn là sai. Hắn không có một lòng chắc ẩn nào mà thẳng tay phóng tên lửa về phía ký túc xá trường nơi đang có hàng nghìn học sinh may là có cô tesukumi cứu họ một mạng không ngờ nhìn cái mặt của cô ác mà cái tâm của cô cũng tốt ghê lợi dụng điểm yếu của toru là sẽ bảo vệ julia bằng mọi giá hắn dùng chiêu điệu hổ ly sơn đâm sau lưng toru một nhát đau đớn đến ngất xỉu Jule cứ nghĩ Toru đã chết nên không giữ được bình tĩnh mà bộc phát sức mạnh một lần nữa. Những đòn tấn công liên tiếp và tốc độ quá khủng khiếp đã áp chế được tên ca đó, thành công tiện hắn ra chuồng gái chơi với dế. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã qua. Sau nhiều ngày nằm viện thì nay Toru đã khỏe hơn rất nhiều nên đã được xuất viện trước. Lily nhanh tay nhanh chân, đặt hẹn cậu ấy trước, cứ tưởng là đi hẹn hò, chứ thì ra chỉ để nói về tên ca đó. Hắn tuy ác nhưng cũng rất đáng thương và cả đáng trách nữa, làm Toru mừng hụt nhưng lại có một tin vui khác. Nay là ngày Julie yêu dấu xuất viện, cậu ấy không thể kiềm chế được sự phấn khích mà ba chân bốn càng đi tìm julie đúng như toru dự đoán cô ấy nhất định sẽ ở đấy đây cũng chính là tháp chuông nơi hai người đã từng lập lời thề duo julie cũng lần đầu tiên trải lòng về bản thân tại nơi đây tại đây họ luôn có những kỷ niệm quan trọng với nhau dù cho đau khổ vui cười buồn bã hay bệnh tật họ sẽ luôn ở bên cạnh nhau cùng vượt qua đến khi cái chết chia lìa bọn họ cả hai sẽ cùng nhau phấn đấu để trở thành absolute duo Cuối cùng bộ này xin phép được khép lại tại đây. Anh em thấy hay để lại một like và một đăng ký nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.